Tụi em sắp đi lên Đắk Nông du lịch, đại nhân có muốn gửi gì không? Đại nhân trên Đắk Nông họ có một loại cà phê ngon lắm. Hay là đại nhân gửi tụi nó mua mớ cà phê đó về để dành cho anh em Khai Phong Phủ mình uống đi đại nhân ha. Ta thích cà phê lắm. Ta dặn nè, mua cho ta một lố cà phê về đi. Đại nhân thích uống cà phê gì? Cà phê phin hay là cà phê bin? Bin đi. Long, Long nghe. Thằng Hán đâu rồi? Không biết. Tụi bay trực hai đứa nghe tên nó mới thơm, kêu con mình mày nghe nó thú quắc à. Mau kêu nó vô đây cho ta coi. Để Long kiếm Hán. Cà phê bin là cà phê gì vậy mày? Uống vô nó có tỉnh ra, con mắt nó có sáng hơn hay không? Cà phê mà có bin là tao nghĩ nó có điện à. Nhà sáng lắm. Vậy tôi nói Việt Nam đừng có chửi Trung Quốc. Một số đối tượng ở Việt Nam sống chẳng khác gì người Trung Quốc đâu hả? Vậy chửi họ làm cái gì? Mày nhớ đúng nghĩa chiêu. Tùm tùm ở ngoài ai cũng chửi người Trung Quốc này người Trung Quốc kia, người Trung Quốc sống ác mà nhìn lại mình ác đâu kém hả? Đúng vậy, chỉ vì ham lời mà bán rẻ lương tâm, bán sức khỏe của cộng đồng để lấy những đồng tiền nhơ bẩn. Ông tra ra cái đám nào làm cái chuyện này ta chặt đầu nó hết coi, ác quá. Nhạy nhân cứ bình tĩnh, chuyện này có mấy anh cấp cao nhạy nhân xử lý rồi, chỉ hy vọng là xử lý cho triệt để luôn chứ để vậy là chết rồi hả? Ta đã đen như vậy rồi mà nó còn pha thêm pin vô nữa, đi ngoài đường nào nhìn thấy tao. Nghĩ sao cà phê mà lại trộn với lỗi pin như vậy? Không lẽ uống vô không nghe mùi pin gì hay sao vậy ta? Nhiều người cứ nghĩ cà phê càng đen là càng chất càng thật. Trời đất ơi, tao khác nha. Tao thích uống cà phê giảo không à. Cà phê thật là đặc biệt. Chỉ có mấy lần tôi uống mà tôi bị ép tim mà vậy đại nhân. Người đó tại tim nhà người yếu thôi. Bây giờ đối thiệt không biết ra ngoài đường uống cái gì, ăn cái gì mà tin tưởng được. Giờ mà thấy cái gì nó còn nhúc nhích thì tao mới dám ăn, chứ nó bất động là tao không dám ăn luôn. Gì mà nhúc nhích nha. Nhúc nhích như là con gì hả vậy đại nhân? Con gián, con sâu, con mũi gì đó, không quan tâm. Nhúc nhích là ta dứt hết. Gà dịch heo thì chích thuốc, tôm cá thì chích nước, trái cây thì ngâm hóa chất. Bây giờ ngay tới cả cà phê mà cũng trộn lõi pin. Thiệt chứ ta muốn thoát cái trái đất này ghê vậy. Sống mà nhìn ai nhìn cái gì cũng giống như là kẻ thù trước mắt vậy. Đại nhân thù ai chứ đừng có thù em. Em không có làm gì đâu nha. Mày đừng có giả nhân giả nghĩa là được. Ta nói thiệt, cuộc đời của bản phủ duy nhất chỉ có một cái thù là ta thích. Là thù gì vậy hả đại nhân? Bản phủ thích nhất là thù gió. Tụi bay biết không, thù gió đã dữ lắm. Ở trong phủ này chỉ có một mình ta được quyền thù nó thôi, nghe chưa? Nào tham gia ta chém. Bây giờ tôi đã hiểu lý do tại sao ra ngoài đường ông có nhiều kẻ thù rồi. Ông nghĩ sao chỉ có mình ông được thù, mấy cái đó người khác không được thù vậy? Người nói ta mi gì đi. Thôi vậy cứ thông báo anh em ai thích thù gió thì thù. À mà ghen cho kỹ là mỗi người phải có một cơn gió riêng, chứ thù chung một ngọn gió là có ngày phù mỡ nhật con hả? Yên tâm đi, tôi trẻ hơn đại nhân mà, ghệ tôi còn nuột lắm, không có đỡ tới ghệ ông đâu. Hai người vậy là sung sướng quá trời rồi, tôi thì tôi thù khác à. Đại nhân biết tôi thù cái gì nhất không? Tôi thù lăng. Thù lăng là thằng lưu hả? Tự nhiên thù lưu, ông nói chuyện sạp. Chiêu nè, ngươi mau dặn tụi nó đừng có dắt cái cà phê bin gì tặng cho ta nữa. Nghe kể thì ớn gì mà ai dám uống. Ngược lại phải chỉ người ta cách phân biệt được cà phê thật, cà phê giả. Chứ lỡ uống tầm bay vô là chết luôn á. Ta có cách như vậy nè, các ngươi nghe coi có hợp lý hay không. Ai mà chuẩn bị đi uống cà phê, kêu họ dắt theo cọng dây điện mà phải tuốt hai đầu lõi đồng ra trước nghe. Một đầu thì cắm vô ly cà phê, đầu còn lại cắm vô con mắt thằng kế bên. Mắt nó mà bị lé là biết chắc chắn nó là cà phê pin rồi. Còn không có lé là cà phê pin nó nghe chưa, chứ phải pin. Vậy lỡ như bạn tôi nó lé sẵn rồi sao đại nhân? Vậy khỏi rủ nó đi uống cà phê đi mày. Nói thiệt chứ ta cũng đâu có thích uống cà phê làm cái gì. Ta đã đen mà thêm cái bộ răng nó đen nữa ai mà coi. Như ngày hôm qua nè, ta tới cái phủ của ông Đạt không chính. Ông kể ba cái chuyện tiếu lâm cho ta nghe, ta cười sáng cười hả hả hả. Cái ổng cũng cười hả 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 theo. Mà ta không biết ổng cười cái chuyện gì. Ta mới hỏi ổng, tại sao ông cười dữ vậy? Cái ổng nói, nhìn bao lầy cười mà ta muốn cười theo. Hàm răng đẹp quá, vừa súng răng vừa mớm, mà còn vừa đen thui xì đùi. Ta nghe nóng từ cái mặt xuống tới cái đít luôn. Bởi vậy ta quyết tâm không uống cà phê nữa.